Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm cái video để update một số những cái thông tin mới nhất liên quan những cái ICO mà mình cũng như là một số bạn đã tham gia trong cái thời gian vừa rồi. Thì trước khi đi vào cái nội dung của video thì với những cái bạn nào mà mới subscribe kênh YouTube của mình thì sau khi các bạn đăng ký các bạn hãy nhớ ấn hình quả chuông ở bên cạnh khi nào mình làm những cái video cập nhật tình hình thị trường thì các bạn sẽ là những cái người đầu tiên nhận được. Ngoài ra thì các bạn đừng quên là follow cả kênh Telegram của mình. Hiện tại đang có hơn trên 1.000 thành viên thì mình vẫn thường xuyên update thông tin lên trên kênh Telegram, kênh YouTube để mọi người có được những cái thông tin một cách kịp thời và nhanh chóng nhất, được không ạ? Thì quay trở lại với cái video ngày hôm nay thì cái ICO đầu tiên mà mình muốn update đối với các bạn đó là ICO Social Media. Thì ICO Social Media Market hiện tại họ chính thức đã xong cái quá trình audit KYC khá là mất thời gian, và trong cái thời gian audit cái KYC của khách hàng thì họ gặp khá là nhiều vấn đề, cũng như là các nhà đầu tư thì đôi một số nhà đầu tư thì phản ứng khá là dữ dội khi mà họ họ kéo dài cái quá trình này quá lâu. Tuy nhiên thì cuối cùng thì họ cũng đã xong được cái audit KYC, và họ còn có một thông tin rất là quan trọng nữa đối với các nhà đầu tư. Đó chính là họ sẽ gửi cái token SNT cho chúng ta vào ngày 16 tháng 4 tới. Và hiện tại thì họ có lưu ý với các bạn, họ có lưu ý ở trên cái thông báo đó chính là việc các bạn phải check lại một lần nữa cái địa chỉ ví Ether eWallet mà các bạn đăng ký là nó có chuẩn hay chưa. Các bạn nên dùng ví của My Ether Wallet thì nó hỗ trợ cái hợp đồng thông minh ERC20, và họ sẽ gửi token cho chúng ta vào ngày 16 tháng 4. Về cái thời gian cũng như là về cái sàn giao dịch mà cái đồng CMT sẽ lên thì họ vẫn chưa chính thức thông báo, thế nên là chúng ta sẽ vẫn còn phải đợi thêm. Bản thân mình thì trong cái quá trình chờ đợi vừa rồi thì mình cũng không quá lo lắng, bởi vì mình biết đây là cái dự án về bản chất rất là tốt. Tuy nhiên là cái thị trường hiện tại nó đang khá là khó khăn, thế nên là cái việc lên sàn chậm thì cũng chưa chắc là một điều xấu. Có thể là chúng ta lên sàn đúng cái đợt mà giá Bitcoin tăng lên thì nó vẫn là ok hơn, bởi vì hiện tại đang là downtrend, thế nên là mọi cái coin lên sàn trong cái thời điểm này đều khá là khó khăn. Thế nên là mình cũng sẵn sàng chờ đợi nếu như là cái đội ngũ của social media có bất cứ những cái thông báo nào tiếp theo. Thì đấy là đối với bản thân mình. Thì còn mình nghĩ là cái việc lên sàn thì họ sẽ làm trong tháng này, chúng ta, và khi nào mà có cái thông tin liên quan đến cái việc đồng SMT lên sàn thì mình sẽ có thông báo update cho các bạn. Một cái ICO tiếp theo mà mình muốn cập nhật đó chính là ICO Friends. Thì ICO Friends đã lên những cái sàn nhỏ như là Index hoặc là The Rock Trading, và một số bạn thì khá là lo lắng khi mà giá trị của đồng coin này tụt xuống khá là thấp khi mà lên những cái sàn nhỏ này. Thì thực sự là nếu mà các bạn xem cái volume giao dịch của những cái sàn này thì nó rất là bé, nó chỉ khoảng hơn 34.000 đô. Hơn 34.000 đô mà so với cái con số 25 triệu USD mà họ đã gọi vốn được từ cái việc bán ICO thì nó rất là nhỏ. Thế nên là những cái sàn nhỏ như thế này nó vẫn chưa nói lên được đúng cái giá trị của cái đồng Friends. Và đồng Friends thì hiện tại đang có gửi đơn đăng ký được list lên sàn Binance, cái sàn đang có cái lượng giao dịch lớn nhất hiện tại. Thông tin này thì đã được bên bên đội ngũ support của Friends họ công bố. Và chúng ta sẽ cần phải chờ đợi xem là liệu đồng Friends này có đăng ký thành công, được list trên sàn Binance hay không. Tuy nhiên là nếu mà các bạn kiểm tra ở trên etherscan.io thì đã có một ví ở trên sàn Binance là Binance Wallet và đang chứa cái đồng token của Friends. Như vậy là khả năng khá là cao là cái đồng Friends này sẽ được list trên sàn Binance, nhưng mà cái thời điểm là thời điểm nào thì chúng ta sẽ vẫn còn phải chờ đợi thêm. Friends là một cái dự án mà mình nghĩ là về mặt ý tưởng cũng như là về mặt công ty, nhân lực cũng như là cái quá trình hoạt động của họ đều rất là tốt. Tuy nhiên là họ lên sàn nhỏ, những cái sàn như thế này vào cái thời điểm mà đang downtrend. Chỉ tính riêng cái giá Ethereum khi mà các bạn mua cách đây 1-2 tháng nếu mà so với cái giá Ethereum hiện tại thì nó đã giảm rất là xuống rất là nhiều. Thế nên là chúng ta sẽ phải kiên nhẫn một chút cho họ thời gian để họ có thể chạy cái dự án của mình, và khi mà cái thị trường vào cái chu trình uptrend và thị trường nó dần hồi phục lại thì cái giá trị của những cái đồng altcoin nó sẽ có cái mức tăng trưởng.
thì chúng ta sẽ cần phải kiên nhẫn, chúng bạn không nên vội vàng trong cái thời điểm hiện tại khi mà thị trường nó vẫn còn đang trong cái giai đoạn đi xuống và chưa có dấu hiệu là phục hồi, thì chúng ta sẽ phải đợi cho đến khi thị trường phục hồi thì mọi thứ nó sẽ khả quan hơn, ok không ạ? À, và một cái đồng coin nữa mà mình muốn update cho các bạn đó là đồng Zeabis. Zeabis thì cũng gặp phải rất là nhiều chỉ trích vào tháng trước khi mà họ quá chậm trễ trong cái quá trình KYC, và cuối cùng là họ đã phải chọn một cái đơn vị cung cấp dịch vụ KYC khác và lùi ngày mở bán ICO xuống ngày 16 tháng 4. 16 tháng 4 tức là còn khoảng 4 ngày nữa là cái ICO Zeabis chính thức được mở bán. Và có một cái thông tin cực kỳ quan trọng tiếp theo mà mình muốn update cho các bạn, mình đã có update trên kênh Telegram của mình, đó là việc Zeabis họ đã giảm cái hard cap của họ xuống một cách đáng kể, gần 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 giảm xuống gần 3 lần. Trước đây thì họ đặt hard cap rất là cao là 60 triệu đô. Bản thân mình khi review cái coin này thì mình cũng khá là quan ngại về cái việc là cái hard cap, tức là dự án này là rất là tốt. Mọi thứ, đội ngũ phát triển cũng như là cái dự án đầu tiên chạy cái nền tảng DAICO. Nhưng mà cái việc là đưa hard cap 60 triệu đô thực sự nó rất là cao, đặc biệt là trong cái thời điểm hiện tại, thế nên là họ đã quyết định là giảm hard cap xuống còn 18 triệu đô. Thì soft cap của họ là 6 triệu và hard cap là 18 triệu. Thì mình nghĩ con số này cũng khá là hợp lý trong cái thời điểm hiện tại. Và với cái con số 18 triệu đô thì cũng có khả năng cao là họ sẽ có thể thành công trong cái đợt kêu gọi vốn vào ngày 16 tháng 4 tới. Thì các bạn hoàn toàn có thể cân nhắc đầu tư vào cái dự án này, và các bạn nên mua ETH vào cái thời điểm mà ETH đang thấp, đúng không? ETH đang loanh quanh khoảng 400, có những lúc khoảng 308, 307. Thì nếu các bạn mua ETH vào cái thời điểm đó mà đầu tư vào những cái dự án ICO, và dự án ICO đó sau khi lên sàn và thị trường hồi phục lại thì các bạn khả năng lãi kép là rất là cao. Nếu như họ bán ICO vào ngày 16 tháng 4, thế thì họ sẽ phải lên sàn gọi là sớm nhất là đầu tháng 6. Đầu tháng 6 thì có thể là có khả năng cao là thị trường nó đã ổn định hơn bây giờ. Thế nên là mình vẫn cho rằng cái dự án Zeabis là một cái dự án khá là ổn, khá là ok. Còn nếu mà các bạn nào mà cảm thấy không thích cái việc họ delay lùi ngày bán ICO và lùi cái ngày KYC, cái quá trình KYC diễn ra quá chậm chạp ấy, thì các bạn có thể không đầu tư. Còn các bạn nào mà vẫn muốn đầu tư thì mình nghĩ đây vẫn là một dự án rất là ok, vì cũng khá là nhiều bạn hỏi mình về cái dự án Zeabis này. Hôm nay mình làm một cái video rất là ngắn để tổng hợp cho mọi người những cái thông tin mới nhất của các dự án ICO, và cái dự án ICO True Game thì vẫn đang mở bán, và các bạn vẫn có thể mua ETH giá thấp và tham gia cái dự án True Game. Bản thân mình thì khi mình review cái ICO thì mình đánh giá khá là khách quan liên quan đến cái dự án đó, về mặt ý tưởng, về mặt đội ngũ và nhiều yếu tố khác. Chỉ có một cái yếu tố mình không thể đánh giá được, đó chính là giá của Bitcoin cũng là giá của có nghĩa và cái thị trường lúc cái đồng coin đó lên sàn. Thì cái điều đó nó rất là khó phỏng đoán, chuẩn đoán. Thế nên là bản thân mình sẽ cố gắng đưa ra những cái review khách quan nhất cho các bạn liên quan đến cái dự án đó, và các bạn hãy cố gắng là nghiên cứu thêm, cũng như là khi mà đầu tư thì các bạn hãy lựa chọn cái số tiền đầu tư nó hợp lý so với khả năng tài chính của mình. Khi nào mà thị trường hoàn toàn hồi phục thì chúng ta hãy đầu tư mạnh, đúng không ạ? Ok, cảm ơn các bạn lắng nghe, và nếu các bạn còn những câu hỏi gì thì có thể comment ở dưới video này cho mình biết, mình rất là sẵn sàng trả lời. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.